Thì còn với Phương thì coi như là một người bạn thân 20 năm rồi. Ở cái vòng giấu mặt có một lần Trường bấm chặn Phương, thì Trường nói đùa là tình bạn 20 năm bị sứt mẻ nữa. Thật sự ra thì đó là một cái cách để thấy được rằng cái sự quyết tâm của mình khi giành thí sinh về thôi, chứ tình cảm của Trường đâu có dễ dàng mà sứt mẻ như thế. Hát với nhau bao nhiêu năm, bao nhiêu chương trình chinh chiến với nhau, thì nói chung là có rất là nhiều kỷ niệm đẹp mà đôi khi khán giả không biết. Chỉ có những câu chuyện hậu trường thì Trường mới biết với nhau, chẳng hạn như Trường với Phương từng hai đứa đi quay với nhau ở những cái album hồi xưa, bài Thôi Em Hãy Về nè, rồi Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, rất nhiều bài ở ngoài Hà Nội, ngồi lên đênh trên biển, ngồi trên tàu hai đứa co ro ngồi nghe nhạc, rồi nói chung là nhiều kỷ niệm cách đây 20 năm rồi đó. Thì cho tới tận bây giờ thì nghĩ rằng đó là những cái giá trị mà tụi Trường có được trong con đường cái âm nhạc này. Còn những cái chuyện khác thì khán giả họ sẽ đánh giá một cách chủ quan hơn. Dạ, thì cũng vì cái liên quan đến cái vấn đề chuyên môn đó thì có một cái chuyện khá là nhạy cảm mà em thì em nghĩ là chắc là cũng sẽ vô tình thôi. Đó là những cái nút like của chị Thu Phương á, nó vô tình gây ra những cái sự gọi là tranh cãi giữa fan với nhau. Thì anh Lam Trường có biết đến cái chuyện đó hay không? Hồi trước thì có anh có biết qua chuyện đó. Anh nghĩ có thể là mọi người cái nút like nó là, nếu mà dịch đơn thuần nó chỉ là nút thích, hay là tôi thấy được là bạn đã có một cái ý nào đó, tôi tôn trọng cái ý của bạn, tùy theo cách chơi của mỗi người thôi. Nhưng mà sau đó chị thấy có Phương có lên viết một cái câu comment ở dưới, thì rõ ràng là cái điều đó nó lý do tại sao Phương like. Thì hy vọng là mọi người đừng có hiểu lầm. Đôi khi nó cũng tình lý khó nói thiệt, nhưng có thể đó là Trường coi cho như đó là một cái tai nạn, khiến cho mình phải cẩn trọng hơn. Đi khán giả họ cũng rất là nhạy cảm, họ rất là không có cái những cái gì mà yêu thích họ bày tỏ rất là rõ ràng. Cho nên mình cũng hiểu cái đó, mình cũng phải lưu tâm điều đó. Đó là một cái cách để mình biết rằng mình vẫn luôn trân trọng khán giả, mình quan tâm khán giả đang nghĩ gì. Dạ, nhưng mà đôi khi cái sự sơ ý đó của mình đi, nó lại vô tình nó gây ra những cái sự hiểu lầm như thế. Là bản thân của anh Trường, anh có sự bị tổn thương vì những cái chuyện như vậy không? Anh không tổn thương đâu, tại vì thật ra một người người ta đánh giá mình, năng lực của mình á, thì đó là cái quyền của họ. Và tới ngày hôm nay Trường vẫn vẫn tin rằng là mình làm được những điều gì. Mình biết là mình đi hát được khán giả yêu mến vì một cái lý do, và họ vẫn yêu thương mình, họ vẫn thích nghe mình hát với một cái lý do. Âm nhạc nó rất là khó mà nhận định một cách rõ ràng được, tại vì nó là thuộc về cảm nhận. Có người thì thích nghe theo kiểu trường lớp học thuật, có người thì thích nghe là cảm xúc và cái riêng của từng nghệ sĩ, từng ca sĩ. Thì cái đó là một cái môi trường rất là thoải mái, cho nên Trường cũng sẽ có những khán giả của bản thân mình. Giống như gần đây thì Trường ra nhiều sản phẩm và khán giả vẫn yêu thích và vẫn luôn là dành cho mình những tình cảm rất đặc biệt, và họ nghe và họ cảm xúc thật sự, những lời tự sự họ đó đến từ cảm xúc thật sự, chứ không phải là đến từ những cái lời ý có vẻ là lấy lòng hay là muốn làm thân hay như thế nào đó, không phải, mà thật sự là có cảm xúc thật sự.